Vừa qua, Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đón và làm việc với đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn vùng San Petersburg và Leningrad, Liên bang Nga. Qua các buổi làm việc và trao đổi chân thành đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, phát triển mối quan hệ ngày càng bền vững giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp Công đoàn thành phố San Petersburg và vùng Leningrad nói riêng, giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung. Chuyến công tác của đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn vùng xăng Petersburg và Leningrad diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2024, nhằm giao lưu, học hỏi và trao đổi các vấn đề trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn giữa hai nước. Đoàn đại biểu đã có ngày làm việc đầu tiên tại cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, do đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn tiếp đón. Tại buổi làm việc, đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn vùng xăng Petersburg và Leningrad đã trao đổi với Liên đoàn Lao động Thành phố về những nội dung như những phương thức tạo và duy trì nguồn kinh phí công đoàn, các vấn đề trong quan hệ lao động, đào tạo nâng cao trình độ năng lực nghề nghiệp cho người lao động. Trong ngày làm việc thứ hai, Liên đoàn Lao động quận 4 đã có buổi tiếp đón và làm việc cùng đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn vùng St. Petersburg và Leningrad. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận đã mời đoàn đại biểu đến dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tùng Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sau đó di chuyển đến cơ sở dạy gia Vĩnh Hội để các đại biểu vừa tham quan cơ sở, vừa trực tiếp trao đổi với chủ doanh nghiệp các vấn đề về quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với người lao động. Trong cùng ngày làm việc, Liên đoàn Lao động quận 4 cũng đã tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận về hoạt động công đoàn và giải đáp những vấn đề mà đoàn đại biểu Liên bang Nga đang quan tâm. Kết thúc buổi làm việc, trưởng đoàn đoàn cán bộ liên hiệp công đoàn vùng Saint Petersburg và Leningrad đã bày tỏ sự cảm ơn về sự đón tiếp và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực của Liên đoàn Lao động quận 4 trong công tác công đoàn. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cán bộ liên hiệp công đoàn vùng Saint Petersburg và Leningrad cũng đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn cùng công đoàn viên chức thành phố.